Sơn mài truyền thống Việt Nam có khác biệt với sơn mài trên thế giới. Khi sơn mài truyền thống Việt Nam thì chúng ta sẽ làm từ một nhựa cây sơn chỉ có ở trên đất Phú Thọ mới trồng được, vì nó có một nền tảng đất đỏ Ba Gian. Thì khi mà đem về đây thì chúng tôi lại trộn với đất và mùn cưa để tạo lên cái lớp vóc. Thì cái sơn đấy nó làm rất là chắc và đối chọi với tất cả các loại thời tiết cũng như là thời gian. Càng để lâu nó càng chắc và càng lâu được càng tốt, càng bền. Về ngành sơn mài truyền thống thì nó có 3 nội dung chính. Thứ nhất là mình tạo cái khuôn hình, tạo khuôn, tạo cốt cho nó là có thể nhiều chất liệu. Khi mà ta xong tạo cốt cho nó thì chúng tôi sẽ đưa vào làm cái phần vóc, lấy cái sơn được bào chế từ vỏ cây hạt điều trộn với mùn cưa và bột đá để pha lẫn vào nhau bằng một cái dung môi, sau đấy thì quét lên cái sản phẩm để bao bọc nó cho nó tốt, chắc. Sau đấy thì chúng tôi lấy đất phù sa từ sông Hồng về, ngâm vào nước, rồi chúng tôi sẽ chất lọc những cái tinh khiết, rồi trộn với sơn và tạo lên cái nền cho cái cốt đó. Tạo đi tạo lại và bả đi bả lại như vậy cho đến khoảng 15 đến 20 lần. Nó lại là một cái quy trình cần thời gian. Làm qua một ngày một đêm thì sơn mới khô, thì chúng ta mới làm lớp khác lên được. Trang trí thì chúng tôi có thể là trang trí là vẽ màu khảm bằng vỏ trứng gà, hoặc lấy từ những cái con trai biển để cắt theo hình thù mà chúng tôi muốn, trang trí lên sản phẩm cho nó đa sắc màu. Và làm rất nhiều lớp màu, lớp sơn như vậy để tạo ra cái hiệu ứng màu sắc chồng chéo lên nhau, nó tạo ra một cái độ sâu nghệ thuật trong cái sản phẩm. Khi mà mọi người đang muốn tìm kiếm, tất cả mọi người thì chỉ đang muốn tìm kiếm một cái gì đó khác biệt hơn, một cái gì đó không phải là công nghiệp, một cái gì đó không phải là sản xuất hàng loạt. Ai cũng vậy, mỗi một khách hàng của chúng tôi khi mà họ đã hiểu được giá trị thủ công, họ còn muốn tìm kiếm những cái sản phẩm mà không thể tìm thấy ở đâu được, và thậm chí có được cái cá nhân hóa, có được những cái bản sắc, có được những cái yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng trong từng sản phẩm. Và để làm được điều đó thì chỉ có thể là sản phẩm thủ công. Trong cái sáng tạo mà nó không giữ được cái nền tảng của truyền thống thì nó sẽ mai một đi cái sơn mài truyền thống. Nhưng bản thân tôi là một nghệ nhân của Việt Nam thì tôi đã theo cái lối truyền thống và giữ trọn vẹn cái cách làm của truyền thống, nhưng tôi sẽ pha trộn màu sắc cho nó phù hợp với cái thời đương đại bây giờ, nhưng cũng không làm mất đi cái kiểu dáng truyền thống cũng như là sơn mài truyền thống. Mỗi người chúng ta cái thời gian là rất quý giá, và mỗi một sản phẩm chúng ta đưa được cái thời gian quý giá đó vào để hoàn thiện mỗi sản phẩm đó, thì mỗi sản phẩm đó thực sự nó còn mang cái hồn của cái người nghệ sĩ nữa. Và khi tìm hiểu sâu xa nguồn gốc gốc gác, tôi biết được rằng cái sơn mài của Việt Nam này nó là một cái thứ rất đặc biệt, và tình yêu từ thủ công bắt nguồn từ thủ công, và sâu hơn nó nữa là tôi yêu hơn cái ngành sơn mài của Việt Nam, và khát khao, khát vọng của tôi muốn đưa được cái sơn mài của Việt Nam ra thế giới, và cũng như để sánh vai được với các ngành thủ công khác, cao cấp khác của các đất nước khác. Những cái người nghệ nhân, những cái người làm thủ công lâu năm, về kỹ thuật truyền thống thì một người rất tốt, nhưng tuy nhiên để tự để đưa những sản phẩm đó để tới tay khách hàng phù hợp với thị hiếu thì sự đó là một câu chuyện rất là dài. Như bây giờ là tất cả các làng nghề gặp một cái vấn đề chung là cái sự sáng tạo chưa tốt, và cái đột phá về mức sáng tạo thiết kế, về mẫu mã là vẫn còn rất là yếu kém. Chính vì vậy là không phù hợp với cái thời gian đương đại như bây giờ. Thì chúng ta phải có sự sáng tạo, có sự đột phá trong truyền thống, nhưng chúng ta vẫn phải giữ cái nét truyền thống và cách làm truyền thống, nhưng cái màu sắc làm sao cho phù hợp với cái đương đại như bây giờ. Trong một cái chuyến đi mà tôi đang đi tìm kiếm những cái sản phẩm thủ công thực sự là có thể có tiềm năng, thì may mắn lại tôi gặp được anh Hùng là một nghệ nhân. Mặc dù anh còn tương đối trẻ, và khi hai anh em gặp được nhau thì thực sự như chúng tôi đang vỡ òa. Một người thì đang tìm kiếm cái cách để đưa những sản phẩm của mình, những cái giá trị mà thực sự anh đã thổi những cái hồn đương đại rất tuyệt vời vào. Khi nhìn thấy sản phẩm của anh thì thực sự là tôi không thể thốt lên lời được. Mà đến bây giờ anh vẫn là người độc quyền trong những kỹ thuật đó ở Việt Nam. Nó tạo lên một cái giá trị nghệ thuật dân gian rất là tốt, và tôi thì rất yêu dân gian. Chính vì vậy tôi đã tìm hiểu về sơn mài truyền thống Việt. Giữa sơn mài truyền thống và những cái cội nguồn dân gian thì tôi muốn là cho các bạn trẻ
trong nước Việt Nam cũng như các bạn bè thế giới biết thêm về giá trị văn hóa nghệ thuật của từ sơn mài truyền thống. Chính vì vậy là tôi đã yêu thương nó và đeo đuổi nó đến bây giờ. Khi mang được các sản phẩm thủ công Việt Nam ra quốc tế thì trong ngoài việc đó chúng tôi tạo ra một nguồn kinh tế để từ đó chúng tôi có thể nuôi sống được những người thợ, những người nghệ nhân thủ công, để giúp cho họ có thêm được những nguồn lực để có thể tiếp tục và có thể gắn bó được với nghề. Đồng thời những bạn trẻ cũng có thể nhìn vào đó và cũng lấy đó làm một cái nguồn động lực lớn để có thể tiếp tục và yêu và theo đuổi cái nghề này lâu hơn, bền vững hơn nữa.